Thì sau một đêm thì sản phẩm bên mình cũng đã thành, mọi người nhìn cái trần này treo siêu xịn không? Đó là treo theo chiều ngang cũng khá là lớn, và đây là một trong những đám cưới mình cũng chia sẻ mọi người rằng là bên mình đầu tư hoa tươi khá nhiều, đặc biệt đó là hoa hồng. Cái trần này thì khỏi nói luôn, bắt đèn mọi người nhìn lên chán không? Bên ngoài thì có một cái khu chụp ảnh chính, lúc này xả khói để cho mọi người chụp, rồi có cổng đi vào, rồi khu trưng bày hình ảnh của cô dâu chú rể. Nói chung là tạo ra rất là nhiều không gian để cho khách mời có thể đến kiểu chụp hình rồi giao lưu với gia đình. Cái nơi này chụp hình nè, trời nhìn tuyệt vời luôn, hoa tươi từ trên xuống dưới. Mọi người có đó là làm hoa nhiều quá có phung phí không, có cần thiết không? Thì thật ra nói chung là cái gì mà mình cho rằng nó phí nó sẽ phí, cái gì mà cảm thấy cần thiết nó sẽ cần thiết, quan trọng là bản thân mình có thích hay không thôi. Thì mỗi người sẽ có một cái cách cảm riêng và cái suy nghĩ riêng, mà đặc biệt đối với hoa thì luôn luôn muôn đời nó là xa xỉ rồi. Nhưng mà nói chứ hoa bây giờ nó cũng là một ngành công nghiệp, thành ra người ta trồng ra để cho những cái dịch vụ như thế này, chứ còn nếu mà không có thì trồng hoa nhiều để làm gì. Còn chúng ta ngắm, chúng ta trưng hoa ở nhà thì đương nhiên là có rồi, nhà nào cũng có, và cuộc sống hiện đại càng phát triển thì cái nhu cầu hoa ngày càng nhiều, cho nên mọi người có cái mắt nhìn thiện cảm hơn một xíu với ngành hoa tươi thì mình nghĩ nó cũng sẽ dễ hình dung hơn và mọi người sẽ cảm thấy thích hơn. Và đặc biệt đây mình chia sẻ với mọi người luôn là nếu mà bên mình mà làm hoa tươi á thì nó có một cái khác thế này nè, khi mà chúng ta nhìn vào những sản phẩm hoa tươi mà như bên mình đó thì hoa tươi nó nhiều, cho nên đôi khi chúng ta nhìn sẽ thấy ngột ngạt hơn so với những cái mà mọi người dùng phụ kiện, thì nhìn nó sẽ tinh tế hơn. Tuy nhiên thì với người Việt Nam mình thì cái gì cũng vậy, trong những ngày trọng đại tiệc tùng của gia đình thì họ luôn luôn muốn cho khách mời đến cảm thấy giống như giá trị mình được nâng lên, theo kiểu là mình được trân trọng được mời chứ không phải mình bị mời, nó sẽ dẫn đến một cái hình ảnh khác của khách hàng khi mà đến đám cưới của mình. Cho nên là bên mình cứ làm theo kiểu phong cách nhiều hoa, thì có những người thích có những người không thích, nhưng bản thân mình thì mình cảm nhận rằng là đại đa số thì mọi người vẫn thích hoa, thích cái gì đó nó hào nhoáng, nó hoành tráng, và chung quy chúng ta cũng là mang lại sự hài lòng cho khách hàng, và khi khách hàng cảm thấy hài lòng thì tất cả những thứ đó nó đều cảm thấy vui. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và đã đồng hành cùng với những clip chia sẻ về nghề của Simon Tứ. Bên mình chuyên chia sẻ những clip hậu trường về cưới cho chính mình làm, chia sẻ đời sống của nhân viên, của những cái hoạt động cũng như các loại hoa hoặc là những gì mà liên quan hoa, tổ chức sự kiện và cưới, đặc biệt là chỉ chia sẻ những gì mà bên mình làm thôi. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Mình là Simon Tứ ạ.